Ôi, ở bên Việt Nam là 9 giờ sáng ngày mùng 4. Vâng, thưa quý khán giả, ngày mai ngày mùng 4 chúng tôi sẽ đi dườm dự tiệc tất niên của Tổng lãnh sự. Chào Tiến Đạt, Bolova. Một con đường này có 4 làn mỗi bên. Đây là 4 làn chạy thẳng và 2 làn rẽ trái. Thưa quý khán giả, con đường này đã gây ra rất nhiều tai nạn ban đêm. Đấy, bà con băng qua đường mà không băng qua đường cái chỗ mà đèn xanh, đèn giao thông, tức là đèn xanh, đèn đỏ, mà băng ngang nửa chừng. Nhiều xe không để ý, đang cúi cúi đang bấm phone hoặc đang nói chuyện mới là điện thoại. Thế là cái... Thế là coi như là có một mạng người ra đi. Con đường này rất nhiều người chết. Người đi bộ chết nhiều ở trên con đường này. Thông báo tự động. Đúng rồi, nếu mà người nào có đăng ký thì đương nhiên nó có thông báo tự động. Tệ lắm, vé máy bay bán hết rồi. Bữa nay nếu mà muốn đi vé máy bay Việt Nam thì chắc là không còn. Đi qua những hãng khác, chúng tôi chỉ các bạn nếu mà đi vào các hãng như là ở Á Châu, như là Vietnam Airlines hay là Eva của Trung Quốc, hay là cái Southern China Airlines của Trung Quốc, hoặc là Korea Airlines là của Nam Hàn, và của Japan Airlines là của Nhật Bản, hoặc là Singapore, hoặc là Malaysia, hoặc là Philippines, quý vị có thể đi đó xong rồi cái mua vé về Việt Nam, mua luôn đấy, mua luôn từ bên Mỹ này rất là rẻ. Vâng, chào Gia Bảo. Ta đường mắt ngó lia, tức là đường Magnolia này. Hôm chủ nhật vừa rồi có một cái lễ chào cờ đầu tháng. Chào cờ đầu tháng thì mang ra ngoài tượng đài chiến sĩ, tại lại sẽ mang ra Đức Trần Hưng Đạo. Đức Trần Hưng Đạo đâu có biết lá cờ hoa, đâu có biết lá cờ ba sọc, đâu có biết mấy ông quân đội. Đức Trần Hưng Đạo từ hồi đời nhà Trần. Lý do là tại vì là cái đền Đức Trần Hưng Đạo nó nằm ngay trên đường Bun Sa, thành ra phải chào cờ đó để bà con nhìn thấy và bà con thương hại ghé và cho tiền vậy thôi. Nhưng mà chúng tôi đặt câu hỏi ra đó, tại sao chỉ có cái tưởng niệm nạn nhân của một Tết Mậu Thân mà lại chỉ có không tới 50 người? Vậy những người khác không tưởng niệm à? Rồi các ông mà mặc quần áo sơ vin, mặc âu phục vét tông, tôi đề nghị là quý vị làm ơn đừng có giơ cái tay nữa. $5,000 một tháng đấy, chúng tôi vừa chạy ngang qua đền Trần Hưng Đạo. $5,000 một tháng nặng lắm, giơ tay lên không nổi nữa rồi. Tội nghiệp, mặc đồ dân sự đâu có ai bắt phải giơ tay lên. Dơ thì dơ cho nó đúng cách, còn không dơ được thì thôi. Dơ cái tay lên mà cái vai nó lệch cả xuống rồi. Dơ làm gì cho nó nhục. Vâng, chào Thu Trần. Lúc người ta làm lễ chào quốc kỳ thì xe cộ vẫn chạy. Mà xe cộ không nói gì, mà những người đi bộ ở ngay trong cái chỗ mà khu Hà Nội phố đấy, cũng tội nghiệp luôn. Không cần biết là các ông đang làm gì, hát quốc ca của Mỹ hay là của Việt Nam hay là của Việt Cộng, quý vị không cần biết, không thèm chào luôn, cứ đi tới đi lui. Nếu mà thật sự đó, những người ban tổ chức họ phải tế nhị, họ nhìn những hình ảnh đó là họ thấy rằng dân chúng đang chửi vào mặt họ, à, tụi bay chào quốc kỳ á, quốc kỳ của ai vậy, tụi ta đâu thèm chào, và họ vẫn đi tự nhiên,
Cái đó là một cái sự sỉ nhục rất lớn bằng sự im lặng. Sự sỉ nhục bằng im lặng, nếu mà thật sự những người dân ở đó và những chiếc xe chạy qua chạy lại, người ta có ý thức, người ta sẽ dừng lại và làm lễ chào quốc kỳ xong, họ sẽ đi. Vâng, còn cái xấu hổ hơn nữa, có một ông gọi là ông Bùi Trọng Nghĩa, tôi gọi